Alo, các vị có nghe không? Dạ, các vị hoan hỷ cho xin kinh mới. Dạ, xin bài kinh mới. Xin cái kinh mới. Dạ rồi. Cái kinh này có một nội dung rất là sâu, cũng có một điều là nếu mà mình chỉ đọc cái bản chánh kinh không á, thì có hơi mệt mỏi, rất là mệt mỏi. Thì theo ở trong trong chú giải đó, thì cái nội dung bài kinh nó có cái ý nghĩa như thế này. Chúng ta có hai cách nhìn về thế giới này. Dạ, chúng ta có hai cách nhìn. Thứ nhất là cách nhìn trên trên cái phương diện gọi là tục đế, hay là chế định, hay là thi thiết, hay là biến kế sở chấp, cách nhìn của thế trí biện thông. Chúng ta thấy, chúng ta nhìn một cái cục đất thì chúng ta gọi đó là cái tượng gốm, cái bình gốm. Và trong khi đó, nói chung quy lại đó, thì cái tượng gốm hay là cái bình gốm, thì nó cũng chỉ là từ cục đất này. Và tùy thuộc vào cái hình dáng, tùy thuộc vào cái màu sắc, tùy thuộc vào những cái chi tiết này nọ trên một cái khối đất, một miếng đá, một miếng kim loại, một miếng gỗ, một miếng nhựa, thì chúng ta mới gọi tên nó, gọi tên nó theo cái cách hiểu thường thức của thế gian. Thì mình gọi đó là nam là nữ, nhưng mà thật ra đó chỉ là một cái khối thịt gân xương thôi, thịt da gân xương với mớ lục phủ ngũ tạng là đó, thì mình mới gọi đó là nam, đó là nữ nha. Chứ còn mà mình bỏ vô cối mình quết thì ai cũng như người nấy, bỏ vô lò thiêu thì ai cũng như người nấy, cái bánh xe mình nó nghiến qua rồi thì ai cũng như người nấy thôi. Nhưng mà tùy thuộc vào hình dáng, màu sắc và những chi tiết lớn bé trên một cái khối vật chất thì mình gọi đó là nam nữ, là thùng thao chum chóe. Rồi về tinh thần chúng ta cũng có những cái khái niệm, thí dụ như khái niệm về hội họa, nó ngoài cái ra, ngoài cái thị giác, nó còn có cái giác quan thứ sáu nữa. Rồi những khái niệm, mà những cái khái niệm về hội họa, những khái niệm về âm nhạc, những khái niệm về kiến trúc nha. Thì những cái hình dung, những liên tưởng đó, nếu mình gắn lên nó vô vàn những cái khái niệm, những cái ý niệm, những cái quan niệm, những thành kiến, những định kiến, những cái biên kiến, thì cái mình quan sát thế giới như vậy đó, gọi là quan sát theo cái phương diện tục đế, hay là chế định, hay là thi thiết nha. Cái cách nhìn thế giới này, ở cái cách nhìn thứ hai đó, tức là mình nhìn ngắm nó từ cái góc độ bản chất, từ góc độ bản chất. Cái cách một đó là quan sát nó trên cái hiện tượng, nhưng mà cái cách hai là quan sát nó trên bản chất. Thì cái cách quan sát này nè, là chỉ có chư Phật mới dạy cho mình biết thôi. Chư Phật mới dạy cho mình biết, có chư Phật ra đời, chư Phật mới dạy cho mình từng bước như là mẹ dạy con vậy đó. Trước hết đó là ngài dạy rằng cái thân này nó dơ lắm, cái thân này nó dơ lắm. Người ta gọi là đẹp xấu già trẻ nam nữ gì đi nữa thì chỉ là một cái khối 32 thể trược, tóc lông móng răng da, thịt gân xương, tủy thận tim gan, mật đàm mũ máu mồ hôi phân nước tiểu gì đó. Thì đó là cách một. Nhưng mà tới cái cách hai đó, thì cách một là đối với một số người hữu duyên, họ nghe và họ đã quải rồi, họ đã chán, họ muốn buông rồi. Nhưng mà có một số người đó thì họ không có thích nghe cái kiểu đó, mà họ thích nghe cái kiểu nó rốt ráo hơn. Đó là ngài dạy rằng đó, nam phụ lão ấu, già trẻ bé lớn, đẹp xấu, da trắng da đen, da vàng da trắng gì đi nữa thì chỉ là một khối năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, chỉ là bốn đế, chỉ là 12 duyên khởi, chỉ là 24 duyên hệ, chỉ vậy thôi nha. Thì cái cách nhìn rốt ráo này được gọi là nhìn qua khía cạnh trần đế. Mình trước hết mình phải đánh một cái vòng như vậy, đánh một cái vòng như vậy nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi vô nội dung bài kinh này. Ở đây Đức Phật ngài dạy rằng khi mà một cái vị tỷ kheo mà tu tập tuệ quán, cái này chúng tôi căn cứ vào chú giải mà giảng nha, chứ chúng tôi tuyệt đối không có giảng theo ý riêng, chúng tôi biết cái khỉ gì mà giảng nha.
Và có rất là nhiều người cực kỳ tào lao ở trong cái room này, khi nghe chúng tôi giảng cái gì mà nó vượt quá cái biết của họ đó thì họ mới bèn phán là biết này ở đâu. Mà trong khi đó thì cả đời không có dám đụng tới trang kinh trang sách, cả đời không có dám lục lạo lên trên đó để kiếm kinh điển mà coi, cứ đem cái bư của mình ra nghe ai nói cái gì mà nó quá cái tầm của mình, quá cái đầu chí mén của mình đó, là bắt đầu mình hoang mang nghi hoặc nha, muốn vừa vừa đó nha. Thì ở đây các vị nghe tôi giảng lạ quá rồi mới mở chú giải ra coi trong đó là nói cái gì nha. Rồi nói rằng chả và một tỷ kheo ở trong bài kinh này, Đức Phật tỷ kheo đó nó riêng nha, khi mà người vị nó quan sát là sắc thọ tưởng hành, mà từ cái góc độ chân đế, từ cái góc độ rốt ráo, khi mà đã có được một cái nhìn như vậy, vị ấy không muốn quay lui. Làm ơn ghi giùm tôi cái này nha, làm ơn ghi giùm tôi cái này. Một cái người mà họ đã thấm thía rốt ráo cái bản chất chân đế của sắc thọ tưởng hành thì họ không còn có cái ý muốn gọi là quay lui để mà quan sát thế giới từ cái góc cạnh giới định nữa. Hôm qua là vì cái đời sống, vì cái nhu cầu trước mắt thì người ta phải tiếp tục ăn uống tắm rửa đi đứng nói cười, chứ còn muốn muốn là không. Tôi nhắc lại lần nữa, thấm thía rốt ráo nha, nó rốt ráo, chứ còn cái kiểu mà tu cờ lơ phất phơ ở ví dầu như ba cái thứ hành giả của mình mà đi qua miếng điện mà ba mớ thì cái đó tôi không có nói, mà tôi muốn nói là cái người mà thấm thía đó, thấm thía thật sự biết chán sợ cái tánh sanh diệt của danh sắc, thấy rõ dầu là phàm, dầu là phàm nhưng mà gọi là thấy rõ tin chắc nha, thấy rõ và tin chắc rằng nó là mình đó, đời sống của mỗi người nó chỉ là cái sự lắp ráp ghép nối của từng cái sát na sắc và danh. Mình thấy mình ngon lành hay gì đó, mình thấy mình đẹp mình giỏi, nhưng mà thật ra đó chỉ là một khối năm uẩn thôi, chỉ là khối năm uẩn, chỉ là khối năm uẩn. Mà tại sao mà trong cái kinh này nè Thế Tôn lại không nhắc đến thức uẩn, là bởi vì tôi không biết bao nhiêu lần mà con cứ quên 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 không có nhớ nha. Tôi nói cái A Tỳ Đàm mà quý vị học mà cái kiểu mà kiểu mẫu giáo, kiểu kinh từ ca tình, cái kiểu mà mầm non á, thì tâm có 121, rồi tâm sở thì có 52, rồi sắc pháp rồi có 28 đại khái nha. Nhưng mà nếu các vị học có cái chiều rộng, có chiều sâu, học cả bên tạng kinh lẫn A Tỳ Đàm thì các vị thấy rằng là cái gọi là tâm, là tâm sở, là sắc pháp, nó có nhiều cái cách chia, chứ không phải chỉ có một cách mà quý vị học như em bé nó nằm ngửa bú bình mà cứ tối ngày ăn rồi rồi cứ là cứ 121 làm tới nha. Tâm nó có nhiều cách kể, tâm kể một cũng được, đó là sự biết cảnh hết, tâm phàm, tâm thánh, tâm thiện, tâm ác, tâm dục, tâm thiền, giống giải gì hết đấy, mà tâm là chỉ là biết cảnh thôi, chỉ có một. Đó là cách kể gọn. Cái thứ hai nữa là canh tâm kể có hai, đó là tâm phàm, tâm thánh. Rồi cái thứ ba nữa đó là cái tâm mà kể có bốn, đó là tâm dục sắc vô sắc và tâm siêu thế. Cái tâm mà kể có sáu, đó là sáu thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, xong chưa? Đó, tâm có nhiều cách kể. Rồi tâm mà kể có 89 có nghĩa là sao? Có nghĩa là bốn đạo bốn quả, 40 tâm siêu thế, người ta chỉ kể còn có 8 thôi, người ta kể có 8 thôi. Thí dụ như là tại sao mà bốn đạo bốn quả mà kể thành 40, là bởi vì bốn tầng, mỗi cái tầng thánh đem nhân, mỗi cái tầng thánh đạo đem nhân cho 5 tầng thiền, thì 4 tầng thánh mà đem nhân với 5 tầng thiền nên 4 năm 20 rồi, đó là đạo đó. Còn quả cũng vậy, cứ mỗi tầng thánh quả đem nhân cho 5 tầng thiền vậy cũng ra 20. Như vậy thì 4 đạo nó thành ra là 20 tâm đạo, mà 4 quả nó thành ra 20 tâm quả, tổng cộng lại là 40 tâm siêu thế, hiểu chưa? Đó, khi mà tâm siêu thế được kể rộng như vậy thì tâm nó ra tới 121, có nghĩa là 54 tâm dục giới.
Rồi 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc và 40 tâm siêu thế, tổng cộng là 121. Còn nếu mà người ta kể gọn đó thì người ta bốn cái 40 tâm siêu thế mình chỉ kể có 8 thôi, có nghĩa là bốn đạo bốn quả thôi đó. Nó khổ vậy đó, mà cứ ăn rồi là cứ khư khư ôm số 121 làm của hồi môn, không có dám rời ra đó. Cũng giống như có kẻ cứ nói đạo đế là cứ ôm số 8, mà không biết học kiểu gì mà cái đạo đế chỉ biết số 8 thôi, trong khi tam học cũng là đạo đế, 37 phẩm bồ đề cũng là đạo đế, bốn niệm xứ cũng là đạo đế, thất giác chi cũng là đạo đế, tứ chánh cần cũng là đạo đế, bát chánh đạo cũng là đạo đế, nghe kịp chưa? Mà cứ ôm cái con số 8 nó làm tới hoài à, khổ quá đi nha. Đó, rồi nói như vậy có nghĩa là tâm mình có thể kể gọn hoặc có thể kể rộng là một. Thứ hai, tâm không bao giờ mà nó đi một mình hết, bất cứ giây phút nào nha, đã nói tâm thiện, tâm ác, tâm phàm, tâm thánh, tâm dục, tâm thiền, thì bất cứ một cái tâm nào nó cũng phải có thọ tưởng hành đó, cộng lại mới ra nó. Cái tâm nó chỉ là biết thôi chứ nó không có không thiện không ác nha, nhớ nhà tâm vốn nếu chỉ nói về tâm mà không có thiện không ác gì hết á. Còn sở dĩ mà mình thấy có tâm tham tâm sân là tại sao, là bởi vì cái biết, cái biết không thiện không ác mà nó đi cộng với ba cái tâm sở bất thiện thì nó bèn ra tâm bất thiện, nó cộng với mấy tâm cái sở, tâm sở tham thì nó ra tâm tham, cộng với mấy cái tâm sở thuộc nhóm sân thì nó ra tâm sân, nó cộng với mấy cái tâm sở thuộc nhóm si thì nó ra tâm si. Nó cũng giống như nước vậy đó, mình muốn nước cam hay là nước suối hay là nước chanh hay là nước canh, thì nước gì nước nước chỉ là một thôi, rồi mà bây giờ mình mới cộng với cái gì đó nó mới ra cái nước gì đó nha. Biết trong rung hiểu không ta, biết trong rung hiểu chỗ này không? Chính vì cái chỗ này anh đây ngài không có kể cái thức quẩn chi cho nó mệt, ngài kể bốn thôi, ngài kể bốn thôi, ngài chỉ kể bốn. Ngài nói là một cái vị tỷ kheo mà quan sát cái sắc quẩn mà tới tới chốn một cách rốt ráo qua cái khía cạnh chân đế, thì vị ấy không có lý do gì mà quay lui mà ngắm nghía thưởng thức cái cuộc đời này từ cái góc độ chế định. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần mà cái vị ăn rồi cứ trầm mền ngủ cái mở má ra là đi đánh bài tứ sắc làm sao mà nhớ nha. Đó là khi mà mình chưa cái biết đạo gì hết, mình thấy đời mình nó là một cái lai, một cái đường dài, từ 1 tuổi, 2 tuổi, 50 tuổi, 80 tuổi, 100 tuổi, nó là một đường thẳng nha. Học đạo ba mớ rồi mình biết không, cái thân này tâm này nó không phải là một, mà nó là sự ghép nối, sự lắp ráp của từng đốm từng mảng thiện ác buồn vui, đó là mình học, có học đạo đó. Nhưng mà tới lúc mà mình hành tứ niệm xứ, mình quan sát thân tâm đó, thì mình thấy hình như là cái đốm hay là cái mảng, cái bệt, hình như nó hơi bự, nó hơi lớn, nó hơi to, nó hơi cồng kềnh, nó không có đúng lắm so với cái thực tại mà gọi là chi ly lúc chúc của thân tâm. Cho nên hồi đầu mình thấy đời mình nó là một cái đường thẳng, không có chỗ ghép nối, không có đứt đoạn. Rồi học ba mớ mình mới thấy đời mình nó là từng mảng, từng bệt, từng đốm ghép lại. Nhưng mà tới hồi mình mà hành tứ niệm xứ, sống chánh niệm, sống có trí tuệ miên mật rốt ráo, thì mình thấy nó không phải là mảng là bệt mà nó là từng chấm. Đó. Thí dụ như mình thấy rằng đó là mình đang nổi nổi giận chứ gì, trước đây là mình chỉ thấy rằng là đời sống mình trong một ngày, lúc tham lúc giận lúc thích lúc ghét lúc sợ lúc hờn lúc ghen lúc tiếc đó. Nhưng mà bây giờ thấy còn ghê hơn nữa, mình thấy còn ghê hơn nữa đó. Mình không phải thấy bệt vậy mà mình còn biết rõ cái được gọi là tâm sân ấy, nó gồm trong đó nó, thứ nhất là cái biết của tâm đó cả đã, rồi nó đi vào trong đó nó đi cùng với cái tâm sở gì. Để sân mà sân tật lận hối, sân mà có lúc nó đang ghen tuông á, ganh tị á, thì đó là tật, tâm sở tật. Còn tâm sân mà nó đi kèm với cái tiết của đó thì nó là lận. Tâm sân mà nó đi với sự hối hận á, thì nó đi với tâm sở hối. Và đồng thời chúng ta cũng biết rằng á, là nó không phải chỉ có một cái tâm sở bất thiện không, nó lúc nào nó cũng có 13 cái tâm sở gọi là tự tha,
nó đi chung. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, tâm chỉ là một, nó chỉ là biết cảnh thôi, nó là biết thôi, là nhận thức thôi, nó không thể ngát gì hết. Muốn ra một cái tâm thiện, tâm ác, tâm phàm, tâm thánh, tâm dục, tâm thiền thì nó phải cộng, nó phải gồm tới ba phần. Là phần một là cái tâm đi, thứ hai là nó phải cộng với 13 tâm sở mang cái nội dung trung hòa. Trung hòa là sao? Trung hòa có nghĩa là tâm thiện tâm ác gì cũng phải có 13 cái ông hết rồi. Để mình nấu canh, tôi không cần biết đó là canh khoai hay là canh rau hay là canh trái, canh củ, canh gì, tôi chẳng cần biết. Tôi chỉ biết canh là bao giờ cũng phải có nước nè, có muối nè, có một tí đường dặm vô cho nó đầm cái vị lại nha. Canh gì canh nhưng mà cũng phải có chút xíu muối, chút xíu đường, chút xíu bột ngọt. Còn cái gì nấu cái gì viện canh chay, canh mặn, canh gì đó tôi không cần biết, mà tôi chỉ biết. Thì như vậy tâm nó giống như nước vậy đó, giống như nước lạnh vậy đó. Còn 13 cái kia thì nó giống như là những cái gia vị trung hòa. Các vị nghe kịp chưa? Rồi. Gia vị trung hòa, trung hòa nghĩa là canh gì cũng phải xài tới nó hết. Rồi bây giờ tới cái thứ ba mới ghê nè, nếu đó là tâm thiện đó thì nó bên cạnh cái trung hòa này nó phải cộng với mấy tâm sở thiện, còn nếu mà tâm bất thiện thì bên cạnh cái trung hòa nó phải cộng thêm mấy cái bất thiện. Cũng giống như mình nấu canh gì cũng cần biết, nhưng mà nước nè, muối nè, đường nè, bột ngọt. Rồi bây giờ nè, bây giờ mới nói canh khoai này, khoai từ, khoai mỡ, khoai môn thì mình mà đập dập 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 liền vô, sắc mỏng mỏng liền vô. Còn canh trái ví dụ như canh bí, canh bầu, canh khổ qua, canh trái vả, canh trái sung, canh trái mít gì đó thì mình cũng luyện vô. Bây giờ tới canh rau thiên lý, rau tập tàng, rau mù ngót, rau mồng tơi, rau tào lao gì đó mình cũng. Rồi bây giờ tới canh rau, nhưng mà căn bản là nước cộng với các cái gia vị trung hòa. Trung hòa có nghĩa là nó không thuộc về một cái nồi riêng tư nào hết, nó không thuộc về loại loại canh đặc biệt nào hết, canh nào cũng phải xài tới nó nha. Rồi thì như vậy một cái hành giả mà coi như là tu mà tùy chánh niệm tứ niệm xứ mà rốt ráo đó, thì khi một cái tâm sân bất thiện mà nó xuất hiện là vị này biết ngay đây là tâm sân. Mà cái biết này nó ghê lắm, chẳng những biết đó là tâm sân mà còn biết cái nội dung nó là cái gì trong đó nữa nha. Đó, biết cái gì trong đó. À, rồi buổi đầu là mình biết theo sách vở từ chương, nhưng mà dần dần á, trong một cái chánh niệm tỉnh giác mà lâu ngày á, thì mình thấm thía nó bằng chính cái chánh niệm và trí tuệ của mình. Cái biết lúc này nó không có phải thông qua cái sự vay mượn của ai hết, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Ừ. Còn mà tôi nhắc lại một lần nữa là khi mà hành giả mà sống ở trong một cái chánh niệm liên tục và một cái trí tuệ tinh tường đối với danh sắc bản thân, thì lúc đó hành giả không còn có cái ý hướng quay trở lại nữa, quay trở lại cái gọi là cái kiểu sống mà chật vật như trước đây. Trước đây á, mình muốn giận ai đó dễ lắm, mình muốn giận ai đó chỉ cần mình sống an, mình sống ở trong cái chế định là mình giận rồi. Là thằng Tèo nó chửi tôi, có nghĩa là trong đời này nó có tồn tại một cái thằng tên là thằng Tèo, à, và nó có tồn tại một cái cá thể gọi là tôi. Chính cái thằng Tèo nó là một cái ngã, à, rồi tôi nó là một cái ngã. Trong đầu mình nghĩ như vậy đó, mình nghĩ là thằng Tèo nó làm tổn thân thương tôi, nó xúc phạm tôi, nó coi rẻ tôi. Như bây giờ tôi hỏi các vị nha, tôi đã hỏi rất là nhiều lần, đó là một người đi trong đêm tối, chèo xuồng trong đêm, thình lình bị một chiếc xuồng khác tông vào nha. Rồi nếu mà mình thấy trên chiếc xuồng đó không có ai thì cảm giác mình nó khác, mình nghĩ xuồng của ai đó, cột không có chặt, cho nên nó bị nước bị gió nó thổi trôi, à, cảm giác mình nó khác. Còn nếu mà mình nhìn trên cái xuồng mà mới vừa tông mình đó, mà nó có một người đó, là mình lại 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 khác. Các vị nghe kịp không? Trong rừng cứ nghe kịp cái này ngày ông ta kịp không? Có nghĩa là mình cũng bị tông, nhưng mà nếu mình nhìn thấy trên chiếc xuồng kia nó có người là cảm giác nó khác. Các vị cho tôi nói thiệt luôn nha, đừng có mà ba xạo ở chỗ này. Nếu mình là một đứa háo sắc mà cái chiếc xuồng kia nó tông mình, mà trên đó là một hot girl đó, là một em dễ thương đó, là tình hình nó có khác không? Đêm tối mà gió riu riu trên mặt sông vắng lặng mà người đẹp tông mình đó, nhiều khi đó lại là cái cớ bằng vàng mà mình phải lạy tạ thượng đế, chúa cha chúa trời đã ban cho mình cái cơ hội đụng xuồng nữa nữa nha. Còn nếu mình là một con gái mà hám trai đó, mà mình ngó lên chiếc xuồng tông mình nó là một hot boy đó, thì tình hình nó lại khác. Ngó trên đó mà thấy như là
một ca sĩ, một diễn viên, một người mẫu, một thần tượng mà mình đắm đuối đê mê. Mình nó tông mình hỏi anh đi đâu, nó anh mới vừa đá World Cup ở bên Nga, anh về đây đó là trời đất ơi, anh tên anh là Cristiano Ronaldo, đó là cái tình hình nó khác nha. Còn cái kiểu mà coi như nó tông mình mà một cái mặt nó nhìn nản quá là tình hình nó khác nha. Như vậy thì mình thấy rõ ràng cũng bị thuyền tông, nhưng mà chiếc thuyền kia có người hay không là tình hình nó có khác rồi. Và ai tông mình như vậy có nghĩa là cũng trong cái chuyện tai nạn đó, nhưng mà tùy vào cái nhận thức, cái đánh giá, cái cảm nhận của mình trước đối phương mà ta bèn có thương thích hay là ghét sợ. Các vị nghe chưa? Rồi một chuyện nữa, trước đây mình bị chúng nó chửi, nó tát cho mặt mình, nó hất nguyên một cái xô nước lau nhà cho mặt mình nổi điên lên ha. Nó đi ngang nó nhổ nước bọt cái pẹt trước mặt mình nổi dịch lên nha. Nhưng mà nếu mà một hành giả tu tứ niệm xứ mà tới nơi đó, hành giả phải suy nghĩ như thế này, các vị nghe không, các vị còn nghe không? Rồi ngủ sạch rồi. Rồi khi mà mình hành giả nổi điên lên, hành giả suy nghĩ thế này, ta giận cái gì trong trường hợp này? Bàn tay vàng nào đã tạt nước lên người của ta? Bàn tay đó là vô trí, do cái tâm ý của cái kẻ mà điều khiển cái bàn tay đó, cái tâm ý đó mới là vấn đề, chứ còn cái bàn tay kia nó vô tội bởi vì nó là vô trí. Bởi vì xác chết nào không có tay? Bàn tay của xác chết không có gây tội ác, đàn bà không có lỗi, nhớ nha, đàn bà không có lỗi, bàn tay ấy vốn dĩ không có lỗi. Mà cái lỗi nó nằm ở là cái bàn tay, mà là cái bàn tay ấy được điều động bởi cái tâm ý trời ơi nào đó nha. Nó được điều động bởi cái tâm ý như vậy. Mà nếu mình giận là mình giận cái tâm, cái tâm mình giận cái tay. Rồi hành giả mới đi thêm một cái nữa, hành giả thấy rằng cái gọi là tâm nó sanh diệt chớp nhoáng, một thời gian mà mình nháy mắt trong khoảnh khắc cực ngắn ấy, tâm sanh diệt triệu lần. Thì mình giận cái gì đây trong cái nắm cát ấy, trong một nắm cát được gọi là tâm tâm xấu đó, mà người ta muốn làm một cái chuyện tổn thương mình là người ta phải huy động một cái lượng tâm xấu nó nhiều và nó rối như là một nắm cát vậy quý vị. Chúng tôi nói gì trong trâm này có hiểu không ta? Trong trâm này có nghe kịp không? Có nghĩa là người không học đạo thì không có biết cái này, nhưng mà người học đạo thì sẽ hiểu rằng để có được một phút giây mà làm bậy đó, hoặc là một phút giây làm thiện đó, thì cái tâm thức của chúng ta nó phải huy động một cái lực lượng tâm lý mà nó rối, mà nó nhiều, mà nó đa đoan, mà nó đa dạng như là một nắm cát vậy, chứ không ít. Như vậy thì mình giận nắm cát có đáng không? Đó, chưa hết còn chuyện nữa. Hồi nãy giờ tôi nói mà tôi nói tôi tại vì tôi cái đầu nó làm lẹ quá cho nên cái miệng tôi nói mà tôi không có trích dẫn ở đâu cho nên bà con tưởng là cái đó là của tôi nha. Thí dụ như nãy cái vụ mà chiếc xuồng đó là của Nhật, cái chuyện thiền của Nhật chứ không phải của tôi nghĩ ra. Rồi bây giờ tôi kể chuyện Bắc Tông cho mấy vị nghe nè, mấy cái dân tàu hủ nó xì dầu nghe nè. Ở bên Bắc Tông có cái câu chuyện này, đó là bên đó họ kêu là đại đại thừa đó. Một cái kẻ không có cái trí tuệ, không có cái căn khí đại thừa là giống như một con chó vậy đó. Khi mà mình lấy cái cục đá mình chọi con chó thì con chó nó sẽ cắn cái cục đá đó. Cái đối tượng đầu tiên mà nó giận rất có thể là cục đá đó. Cục đá đã làm cho nó đau đó. Và con rắn cũng vậy. Quý vị lấy cái cây, quý vị dít nó đi là nó mổ vô cái cây, đúng vậy không ta? À, nó mổ vô cái cây là vì sao? Là vì cái chuyện đầu tiên là nó giận cái gì mà đã trực tiếp tấn công nó. Đó. Mà trong khi lẽ ra cái con rắn ấy, con chó ấy lẽ ra nó phải giận là giận cái kẻ nào mà đã làm cho nó đau, kẻ nào mà mới vừa động vào cái người của nó, chứ còn nó không nên giận cái cục đá, không nên giận cái khúc cây đó nha. À, mà cái người có huệ căn thì họ sẽ không có như vậy. À, người có huệ căn là họ không có truy cái nhân gần cả cái nhân xa nữa quý vị nha. Rồi cho nên hành giả thấy rằng khi mà mình nổi giận một người nào đó giống như là con chó mà nó giận cái cục đá đã làm cho nó đau vậy đó nha. Rồi nãy giờ tôi đánh một vòng bao la để cho các vị hiểu bài kinh này nói cái gì. Bài kinh này nói một khi mà mình đã hiểu đạo như vậy đó thì tự nhiên mình không có muốn quay lại cái cách hiểu, cái cách nhận thức thế giới như là xưa giờ nữa, vì nó cái cách nghĩ là cách nghĩ vô minh, cách nghĩ u mê, cách nghĩ tự làm khổ mình và khổ đời.
À, trong khi mình hiểu Phật pháp nghe lòng nó nhẹ quá, nó sướng quá, mà bây giờ mình làm sao mà quay trở lại được với cái kiểu ngồi nghỉ ngu sững trước đây được nha. Đó, cho nên ngài mới nói rằng khi vị ấy có được cái trí tuệ tế nhị, có cái trí tuệ sâu sắc, gọi là đã hành thâm bát nhã ba la mật, đã hiểu tới nơi tới chỗ vấn đề, thì vị ấy lập tức viễn ly điên đảo mộng tưởng nha. Mà đã viễn ly điên đảo mộng tưởng thì vị ấy còn cái tâm ý nào, còn cái hứng thú nào để mà quay trở lại với cái cách nghĩ mình điên đảo mộng tưởng trước đây nữa. Các vị nghe kịp chưa? Đó, cái bài kinh này nó sâu kinh hồn lắm, nhưng mà khổ mình đọc chánh cái mình hiểu không nổi là vì sao, vì một lý do vô cùng và vô cùng dễ hiểu nhưng mà khó tin. Đấy, đó là thứ nhất, Đức Thế Tôn ngài nhìn vào cái bản tâm của cái kẻ nào đang ngồi trước mặt, cái ngài lựa cách nói nào mà hợp với họ nhất. Đó, đó là cái thứ nhất, cái đối tượng đầu tiên ngài nhắm là cho người đó chứ không phải cho mình. Thứ hai, các vị tưởng tượng cái ngôn ngữ của một cái bậc đại thánh thuộc về một dân tộc khác, mà cách mình nó về không gian là hàng ngàn cây số, về thời gian là hàng ngàn năm, thì các vị tưởng tượng đi, tiếng Việt mà đời Nguyễn Trãi, tiếng Việt mà đời Hàn Thuyên, tiếng Việt mà đời Alexander Ross, giáo sĩ Đắc Lộ trong phép giảng 8 ngày, tiếng Việt mà thời Lê Nguyễn Du, tiếng Việt mà cái thời mà Paulus Huỳnh Tịnh Của, cái thời Nguyễn Văn Vĩnh, cái thời mà coi như là Nguyễn Chánh Sắc, rồi ông Hồ Biểu Chánh rồi đó, tôi kể từ từ là mình đã thấy nó khác mình rồi. Rồi tới đó tiếng Việt của Tự Lực Văn Đòn, rồi từ nhóm tới tiếng Việt của cái nhóm sáng tạo mà sau 1954 mà Mai Thảo Tạ Trị vào Nam, rồi cái tiếng Việt mà của miền Bắc mà trước 75, rồi tiếng Việt của miền Nam mà sau 75. Các vị tưởng tượng là bây giờ có cái loại tiếng Việt mà cái thời mà Facebook nữa quý vị nha. Biết trong đêm mình có nghe tôi nói không ta? Có tiếng Việt Facebook nữa, ví dụ như chữ rồi nó kêu là rồi nha. Rồi nhiều lắm, tôi cũng không có lục lạo nhiều lắm, nhưng mà tôi có nhiều cái lần tôi cũng bể mình đoán rồi bể mình nha. Rồi ok, thì cái việc tưởng tượng tùy cái bối cảnh, tùy không gian thời gian ha, rồi tùy cái tâm thức văn hóa của từng thời kỳ ha, cho nên nhiều khi mình xem kinh mình thấy có nhiều cái bài chỗ nói ra thì nó có gì nó cũng dễ hiểu được, nhưng mà không nói nghe phải nói là nhức cái đầu nha. Thì nội dung bài kinh này nói cái gì? Nói rằng một khi mà mình quan sát thế giới này mà bằng cái nhìn rốt ráo thông qua 4 cái thể tài, một là sắc. Sắc là gì? Từ đó về mình kêu nhà cửa, rồi nam nữ, đẹp xấu dài ngắn ha, trong ngoài trắng đen ha, bây giờ tất cả gom là nằm trong cái sắc pháp thôi đó. Hành giả thấy rằng chỉ tất cả chỉ là sắc pháp, cái mà mình thương ghét chỉ là sắc pháp thôi đó, đó thọ. Toàn bộ thế giới này nó được thiết lập trên thọ, tức là trên cái cảm giác đó. Do trốn cái mình khó chịu, do đi tìm kiếm tìm cái mình dễ chịu, người ta chuyện gì cũng làm, có kẻ đó thì đi trốn cái khó chịu tìm cái dễ chịu bằng cách là sát sanh trộm cướp lão để có một cái chiếc xe đi cho nó dễ chịu, chứ chiếc xe mà ngồi sóc nó cũng khó chịu. Có một cái nhà ở sao cho nó dễ chịu, có con vợ, có cái thằng chồng rồi mà hot boy hot girl cho nó dễ chịu nha. Nói chung là chỉ chạy theo nha. À, chỉ vì chạy theo cái gọi là, các vị còn nghe không, chỉ vì chạy theo để mà giải quyết cái cảm giác thôi đó. Các vị tưởng tượng đi, các vị có là Phạm Thiên cũng chỉ để giải quyết vấn đề cảm giác. À, ở đây có một cái vị rất là tào lao, không có biết mình đang giảng hay sao mà cứ chat mình nói tầm bi tầm bạ. Rồi ok, rồi rồi bây giờ đó là tôi nhắc lại từ Phạm Thiên nha. Phạm Thiên tu đắc thiền này thiền kia cũng chỉ để vấn đề giải quyết cái vấn đề cảm giác thôi, tức là hồi xưa không có thiền định khỉ gì hết, sống trong năm dục vị đó thấy khổ. Nhiều kẻ thì có được sắc thân khí vị xúc thì thấy sướng, nhưng mà cái ông thầy này ông lại chán đó, ông mới bỏ, ông nhảy qua ông tu thiền. Ông thấy thiền sơ thiền nó đã hơn dục, ít bữa cái ông thấy sơ thiền nó dởm, ông chán cái thiền, cái sáng chán sơ cái nhảy lên nhị, chán nhị lên tam, chán tam lên tướng, chán tám lên tướng lên ngũ, chán sắc lên vô sắc. Có nghĩa rằng
Mà rồi bây giờ trong cái cõi thấp cũng vậy à, chắc cõi thấp mình tại sao mà mình không muốn mặc áo này nữa mà đổi cái áo kia, không muốn ăn món này mà đổi đổi món nọ, là toàn bộ thế giới này chỉ là giải quyết vấn đề cảm cảm giác thôi đó, nhớ nha. Cho nên hành giả tu tứ niệm xứ mới thấy rằng ồ thì ra toàn bộ đời sống này chỉ là vấn đề cảm giác thôi, trốn khổ tìm vui nha. Rồi rồi nếu mà nói riêng cái chữ thọ này đó, tôi xin khẳng định ở đây chỉ nói về cái chữ thọ này không đó, thì ba là ba đời chúng ta nói chưa có hết, 84.000 kiếp sống nó không hết chữ thọ này, bởi vì toàn bộ Phật pháp chỉ nói về một chữ thọ, nói vậy không có sai nha. Bởi vì rõ ràng rằng toàn bộ cái cuộc trầm luân của mình chỉ là cái hành trình trốn khổ tìm vui đấy. Bây giờ hành giả tu tứ niệm xứ rồi, thích thì niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, muốn niệm cái gì đó tùy, nhưng mà trong đó chỉ riêng cái thọ là đã gồm đủ ba đời mười phương vô lượng vũ trụ và nhất thiết chúng sanh trong đó rồi. Các vị nghe kịp chưa? Đấy, mà hành giả mà thấy rõ rằng thiện ác gì đi nữa cũng là nằm ở trong cái thọ, nó không đi đâu hết trơn. Toàn bộ cái nhu cầu tâm sinh lý của chúng sanh trong đời này, dù về tinh thần hay vật chất, tất thảy đều nhắm đến một mục đích duy nhất, đó là giải quyết cái cảm giác đó. Vì muốn chạy trốn cảm giác này, có đến được với cảm giác kia, cho nên người ta mới có kẻ thì làm thiện, có kẻ thì làm ác, có kẻ thì tu thiền, có kẻ thì làm thầy tu, có kẻ ở ngoài làm cư sĩ, có kẻ sống độc thân, có người đi lập gia đình. Nói chung toàn bộ đời sống của chúng ta là chỉ giải quyết vấn đề cảm giác, cảm xúc đó. Hành giả thấy như vậy đó, mới nản. Mà từ lúc hiểu được tới nơi tới chốn cái thọ đó, hành giả không có muốn quay lại cái dốt trước đây nữa. Các vị nghe kịp không? Rồi tới cái thứ ba là cái tưởng. Toàn bộ vũ trụ này nó nằm trong cái tưởng thôi, quý vị có biết không? Nói như vậy không có sai. Tưởng ở đây gồm có dục tưởng, thiền tưởng và quán tưởng. Dục tưởng là sao? Tự nhiên cái lấy muối, lấy đường, lấy nước, lấy tầm bậy tầm bạ bỏ vô lắc 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 trộn 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 nấu sao lên, gọi là canh, đồ kho, đồ xào. Rồi cũng lấy chút xíu đường, chút xíu muối, chút xíu nước bỏ vô, rồi bỏ tầm bậy tầm bạ vô đường đậu vậy đó, rồi gọi là chè, gọi là xôi. Như vậy thế giới này nó là concept, nó là idea, nó là thế giới của những ý niệm, của những ý tưởng, của những quan niệm, chỉ vậy thôi quý vị. Rồi đẹp trong mắt thằng tèo nhưng mà nó xấu trong mắt thằng tí, nữ nó khoái nam rồi nam nó khoái nữ, rồi bd gì đó thì là lại khoái cùng phái đó, nó bị chết như vậy đó. Rồi rồi coi như đó là thế giới này, cái ông hưởng dục đó, thì ông mới bày ra nào là hội họa, kiến trúc, âm nhạc, tùm lum hết. Thì mỗi cái ý, mỗi một cái ngành, một lĩnh vực chuyên môn như vậy, thật ra nó thì đàm nó chỉ là tưởng thôi, là chỉ là cái quan niệm, nó là khái niệm. Mà đã nói quan niệm về khái niệm thì giá trị của nó rất đổi là tương đối. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái đẹp ở đây nó chưa chắc đẹp đằng kia, đẹp lúc này chưa chắc nó đẹp ở lúc khác, ở phương diện này, ở khía cạnh này, ở lĩnh vực này cái chuyện đó là hay, nhưng mà ở phương diện khác, khía cạnh khác cái chuyện đó không hay. À, các vị nghe kịp chưa? Thí dụ như có biết bao nhiêu người họ tìm đủ cách để đừng có con, thì bác sĩ họ tìm đủ cách để họ cho mình có con, giải quyết cái vấn đề vô sinh hiếm muộn của mình. Nhưng mà có những người họ muốn ngừa mà ngừa không được, thì bác sĩ họ cũng tìm đủ cách để cho mình ngừa. Như vậy thì tôi hỏi các vị vậy chứ bây giờ cái chuyện mà có con mà không có con, nó là cái nào tốt hơn cái nào? Trời biết. Cái ai mà cần con thì cái chuyện có con rất là tốt, cái chuyện vô sinh là chuyện không nên. Nhưng mà ai sợ con, ai sợ bồng ẩm, ai sợ bú mớm chăm sóc, ai sợ phiền phức, thì lại thấy cái chuyện vô sinh nó hay đó, nó khổ như vậy. Bởi vậy nên bên Tàu á, các vị biết là người ta nói là bất hiếu hữu tam mà vô hậu vi đại. Bất hiếu nó có ba, mà trong đó cái tội mà không có người nối dõi là tội nặng nhất đó. Rồi chưa hết, trong cái tiếng Tàu á, cái chữ nữ mà đứng kế bên cái chữ tử thành ra chữ hảo, có nghĩa là trên đời này không có cái gì nó tốt cho bằng đàn bà mà có con, bởi vì đàn bà mà không có con thế giới này là biến mất xóa sổ. Và quyền lợi của một người đàn bà trong cái xã hội phong kiến đời xưa đó tùy thuộc vào chuyện bà có con hay không, con trai hay con gái, và đứa con trai đó là giỏi hay dở, tỉnh hay là khùng, xấu hay là đẹp, khỏe hay là bệnh nha. Cho nên đứa con nó là vận mệnh của bà mẹ, cho nên
từ cái ý niệm xã hội ấy nó đã đi vào trong cái lĩnh vực ngôn ngữ. Chữ nữ mà kế bên chữ tử là đàn bà, và con là chữ hảo, cái kịp chưa? Rồi rồi là mai mốt bây giờ mình chán cái dục giới, bây giờ mình nhảy lên trên sắc giới này, có kẻ chán dục để bèn tu thiền, tu lên sao ta, để cục đất, để cái tô nước, niệm nước 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 nước, đất 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 đất, thắp cái đèn niệm lửa 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 lửa, rồi rồi niệm xanh vàng đỏ trắng hay không ánh sáng, cứ lấy một cái đề mục niệm hoài, niệm chừng nào mà cái tâm nó khắn vào trong đó, đó đến mức mà mình đắc sơ nhị tam tứ thiền. Rồi trên cái trình độ định tâm ấy, người này có thể thị hiện các loại thần thông. Họ nhìn mặt nước, họ chỉ cần niệm, họ chỉ cần suy nghĩ thôi, đất đi là lập tức nó làm đất. À, mà nhìn mặt đất họ nói nước đi là họ độn thổ cái rẹt, giống như người ta lặn vậy đó. Người ta nhìn qua một khoảng không, người ta nói đất đi là người ta có thể bay trên đó, người ta đi trên nó tỉnh bơ. Thì như vậy là tưởng chứ còn gì nữa nha. Ừ. Như vậy thì mình hưởng dục, mình cũng sống trong tưởng. Ba cái kiến trúc, hội họa, âm nhạc, khỉ mốc gì đó, nó là tưởng. Tưởng cấp thấp gọi là dục tưởng. Cao hơn một chút, chán dục mà nhảy qua tu thiền thì nó lên tới thiền tưởng. Thiền tưởng là sao? Thì lại cũng là tưởng nữa, nhưng mà nó cao ở chỗ là nó không phải là cái phương tiện để mình hưởng thụ, mà nó là phương tiện để mà mình hàm dưỡng tâm linh, bào luyện cái khả năng tập trung tư tưởng. Còn quán tưởng là sao? Có nghĩa là trong tuệ quán buổi đầu hành giả là phàm phu 100%, thì bắt buộc hành giả phải xài cái tưởng của thiền quán thôi. Thí dụ như thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào, rồi biết đây là tâm tham, đây là tâm sân. Tôi nói rõ một lần nữa nha, cái tâm tham tâm sân mà mình ghi nhận nó buổi đầu vẫn là chế định, vẫn là tục đế, bởi vì mình biết theo sách, biết theo thầy. Một ngày nào đó mà bà con nhận ra nó bằng chính trí tuệ của mình, mà quan sát trên cái khía cạnh bản chất chân đế của nó đó, lúc đó mới là chân đế, nữa là đệ nhất tất đạt. Chứ còn mà cái kiểu mà mới vô tu sơ cơ, đi Upandita, Ba Ốc, Su Min, Mahasi, Mahasiết, rồi cứ vô cũng hết vô, biết vô ra, biết ra ra dài, biết ra dài vô dài, biết vô dài ra ngắn, biết là ra ngắn vô ngắn, biết là vô ngắn, thì tất thảy cái biết đó buổi đầu vẫn là tưởng thưa quý vị, rồi chưa hết đâu. À, hành giả còn quán ra là này 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 là tóc, đây là móng răng da thịt gân xương thủy thận tim gan, tất thảy những cái này nó chỉ là tưởng thưa quý vị. Là vì sao? Vì mình có thấy ở đâu, tóc còn thấy, lông móng răng da còn thấy, còn ba cái tủy thận tim gan là sao mà thấy, phải sợ tưởng thôi quý vị nha. Nhưng mà cái tưởng này nó cao cấp, cái tưởng mà của dục là mình tưởng để mình thích trong dục, còn cái tưởng của thiền là mình tưởng để mình tập trung tư tưởng, còn cái tưởng mà của quán, của vipassana, của tứ niệm xứ là cái tưởng này nè, là cái nền để mai chiều á nó chuyển qua bên trí chứ không còn là tưởng nữa. Các vị nghe kịp không? Trong rung còn nghe không? Ấn quá ấn đi. Để coi. Rồi tắt xong. Rồi. Dạ đó, đó là tưởng, cứ là vị tỳ kheo là hành giả nó quan sát tới nơi cái chốn thấy cái thế giới này là thế giới của tưởng, sắc tưởng thinh tưởng. À, sắc tưởng là gì đó, cái gì thấy không? Tự nhiên đẹp xấu dài ngắn, rồi trong ngoài trên dưới trắng đen lớn nhỏ, cái đó phải sắc tưởng chứ còn gì nữa. Rồi thinh tưởng. Tại sao mà mình nghe mình biết đó là ca cổ, là hát sẩm, là ca trù? À, rồi tại sao biết cái đó là quan họ, cái đó là tài tử cải lương, cái đó là giao hưởng cổ điển, cái là Mozart, Chopin, rồi Beethoven, tùm lum, tại sao mình biết? Đó là thinh tưởng. À, rồi khí tưởng, tại sao biết mùi này mùi kia, mùi Gucci, Chanel, tùm lum, biết biết mùi nước mắm khác mùi nước tương, biết mùi trâu chùa nó giống mùi trâu hũ, tại sao mình biết? Là tại vì đó là khí tưởng. Còn vị tưởng, tại sao mà mình nói đây là chua ngọt mặn mùi béo là tại sao? Là bởi vì đó là vị tưởng. Còn xúc tưởng là sao? Nặng nè, nhẹ nè, rồi thô nhám nè, cứng nè, mềm nè, lạnh nè, nóng nè, cái đó gọi là xúc tưởng nha. À, tôi biết trong số mấy người quen tôi nhiều người quái gở lắm, đánh răng á, họ khoái cái bàn chải thiệt là mịn, thật là mềm, thậm chí có người đó họ còn xài cái bàn chải của bé bé, của baby, mấy thằng nhóc nữa cho nó mềm. Nhưng mà bên cạnh đó có khối kẻ mà tôi biết họ nói ước gì mà họ có thể lấy rễ tre để mà họ chà vô cái răng của họ, mà làm như nó kỳ, nó mỏi rợ quá đi, cho nên họ đành phải mua cái bàn chải cứng rồi xài cái gì biết không. Đó là xúc tưởng đánh răng thôi đó, mà mỗi một người lại cũng sẽ thích khác nhau.
rồi nằm ngủ có người họ nói với tôi, họ nói họ không có thích nằm giường nệm, nó đỡ chịu lắm. Họ nói cho họ một cái chiếu thôi, cái chiếu mà chiếu lát là họ đã thấy sung sướng rồi nha. Mà có người là phải nằm nệm, mà nệm đủ thứ, nệm Thụy Sĩ thì nệm em sa, Mỹ thì nệm tempur, Việt Nam thì nệm kim đa, cái tùm lum là ra. Rồi có người thì thích lấy bông gòn mà làm gối, có người thì thích rơm làm gối, có người lấy ba cái hộp tao hộp nhựa nó làm gối, có người lấy bông gòn hoặc là mấy cái bông cotton nó làm gói lắp 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 la, thì cái đó được gọi là xúc tưởng nha, xúc tưởng. Rồi tại sao là mình ngồi cái chỗ chật hẹp mình thấy khó chịu, mà mình liếc qua mình thấy đó là một người con gái, là tự nhiên mình thấy cái chật đó là hay, mà mình liếc qua mình thấy có đó là cái người mà ép mình là hot boy, cái mình thấy nó hay là tại sao? Đó là xúc tưởng mà nó đi chung với pháp tưởng, tức là cũng thịt đó, cũng mồ hôi hôi rình đó, nhưng mà do mình liên tưởng tùm lum tà la cho nên mình bèn thấy hay hay đó, đó gọi là xúc tưởng. Còn pháp tưởng là sao? Là cũng cái chuyện đó mà tùy lúc mình suy nghĩ, có lúc chuyện đó mình nó làm cho mình thấy thích, rồi có lúc cũng chuyện đó mà nó làm cho mình thấy giận, thấy buồn, thấy sợ, thấy giận nha. Rồi đó, rồi cái pháp tưởng thì nó bao la, nhưng mà gom chung lại là bất cứ cái đề tài gì, bất cứ cái đối tượng nào mà không cần tới năm giác quan vật chất để nhận biết thì ta bèn gọi chung đó là pháp, cảm pháp. Và bất cứ một cái ý niệm, một cái quan điểm, một thành kiến, một định kiến, một biên kiến, một tưởng tượng, một suy diễn, một liên tưởng nào trên cái pháp, cái cảnh pháp, mình gọi nó là pháp, pháp tưởng. Các vị nghe kịp không? Mệt quá đi rồi, nó gọi là pháp tưởng. Một cái hành giả mà hiểu tới nơi tới chốn cái chữ tưởng như vậy đó thì đâu có còn muốn quay trở lại cái dốt trước đây nữa, bởi vì khi mình hiểu được như vậy mình nhẹ lắm, chị biết không? Có những cái thứ kiến thức có thêm nó chỉ chất thêm gánh nặng trong lòng mình, nhưng có những thứ kiến thức có nó rồi nó làm mình trở nên nhẹ hơn, cái đó có không ta? Đồ đạc cũng vậy, có nhiều món có nó làm cho mình trở nên nặng nề hơn, nhưng có nhiều cái món đồ đạc có nó làm cho mình trở nên thoải mái hơn, có không? Tôi ví dụ nha, ví dụ như bây giờ tự nhiên các vị có một chiếc xe đắt tiền đi, nó nặng mấy tấn kệ cha đó, nhưng mà tôi dám bảo đảm các vị có một chiếc xe đắt tiền là coi như có nó, các vị chỉ thêm sung sướng thôi, thêm nhẹ nhàng thoải mái. Trong khi đó trong nhà mình thôi, nó có từng đến chùa cũng có, nhà cư sĩ cũng có, tôi gặp có những cái nhà mà vô tôi thấy họ chất đồ, tôi hãi hùng. Cái bánh hộp bánh mà bằng sắt tay á, ăn xong cũng không có dục chắc ở đó, hộp giấy ba cái thùng cạc tông cũng để đó, rồi ba cái báo cũ cũng để đó, lon sữa bò cũng bỏ đó, rồi đến nữa cái bao ni lông mà gói mì tôm ăn xong rồi cũng xếp ngay ngắn để đó. Trời ơi, có những cái món đồ mà chất càng nhiều nó làm cho mình càng nặng nề, càng là bẩn mắt, càng khó chịu, càng nặng lòng. Nhưng có những món đồ nó có, nó làm cho đời mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản, sung sướng, tiện nghi hơn. Kiến thức cũng vậy, nó có những cái biết mà nó chỉ làm cho mình thêm nặng nề, nhưng có những cái biết nó đem mình ra khỏi cái sự nặng nề ấy. Cho nên Krishnamurti có nói, hãy thấy sự thật, anh sẽ được tự do. Còn Phật nói khác, hãy thấy được. Ông Krishnamurti, cái Krishnamurti ông nói là thấy sự thật, của Đức Phật người nói là hãy có tri kiến như thật thì con sẽ được giải thoát. Đó, do tha phu tăng cha nào tí có được cái tri kiến như thật thì con sẽ được giải thoát. Còn Krishnamurti thì nói hãy nhìn ra sự thật thì anh sẽ được tự do. Hai cái câu này đồng nghĩa nhau nha. Khi mình thấy ra như vậy rồi thì làm sao mà mình còn có đủ cái ngu và có đủ cái gan lì ngoan cố để mà mình quay trở lại nhận thức trước đây, thì nó quá nặng nề đi đấy. Cho nên là cái thứ nhất cái là thấm thía tới nơi về cái sắc quẩn, thứ hai là thọ, ba tưởng, bốn là hành quẩn. Hành quẩn là gì? Hành quẩn nó nói theo thì đàm chính là 50 tâm sở còn lại ngoài thọ tưởng nha. Bây giờ trong room này nhiều tai biết thì móc, người đã biết rồi thì không cần nghe tôi nói, mà người chưa biết bắt buộc phải nghe cái chỗ này thôi. Thì hành quẩn nó nôm na thế này, nó chính là khía cạnh thiện ác trong lòng mỗi người đó quý vị nha. Nói vậy ta chứ khỏi nói gì nữa mà hợp nha. Hành quẩn chính là khía cạnh thiện ác, bởi vì tưởng quẩn với hành quẩn nó là những cái thành tố, những cấu tố tâm lý thiện ác thánh phàm đều cần phải có nha, giống nhau, giống nhau nha. Đó là thọ tưởng hành, ông thọ sắc thọ tưởng thì phàm thánh giống nhau chơi. Nhưng mà cái vụ mà hành quẩn này khác ở vị thánh A-la-hán gồm cả Đức Phật thì không còn thiện ác nữa, bởi vì
cái thiện ác nó chỉ có ở trong cái đầu của kẻ nào mà chưa có thông bốn đế. Bởi vì cái đế đầu tiên là gì ta? Thấy mọi thứ là khổ, sống ở đâu cũng khổ và thích cái gì cũng trong khổ. Cái kẻ mà hiểu rốt ráo như vậy, vì cái kẻ đó dĩ nhiên là đọa mày không muốn rồi đó, nhưng mà siêu về các cõi nhân thiên người nó cũng không muốn luôn. Cho nên nó là khi một vị A-la-hán mà đã hiểu tới nơi tới chốn bốn đế rồi, thì vị này không có còn một cái thiết tha nào để có mặt trên cái cõi đời này nữa, dầu đó là siêu hay đọa. Đọa thì khỏi nói rồi nha, nhưng mà siêu các ngài cũng muốn, bởi vì các ngài nhìn các cõi nhân thiên nó giống như là cái nóc của ngôi nhà đang cháy vậy đó. Có nghĩa là sao? Trong cái ngôi nhà đang cháy thì mình chung xuống sàn, mình vô bồn tắm cũng chết, mà leo lên nóc cũng chết, mà nó chết kiểu khác, chết nó hơi sang hơn chút đó, đại khái như vậy. Cho nên nó là cũng là anh nhà cháy là phải dọn ra khỏi cái nhà, chứ còn mà lên nóc coi là chung sàn này giống nhau thôi nha. Cho nên cái vị mà hiểu rõ bốn đế, vị đó không còn thiện ác, bởi vì thiện thì phải, hễ còn thiện là anh phải đi về các cõi cõi sướng, mà hễ còn ác là anh phải đi về các cõi khổ. Cái đó là cái luật không sửa được, không sửa được nha. Hễ còn có một miếng thiện chừng 2 gram thôi là anh phải về cái cõi lành. Nếu mà anh không có ác thì anh phải về cõi lành, còn nếu mà anh còn tí ác thì anh còn cái khả năng để anh bị đọa. Các vị nghe kịp không? Đấy, cho nên cái vị A-la-hán là cái người hiểu tới nơi tới chốn bốn đế, mà cái đế đầu tiên đó là thấy rằng cái gì cũng là khổ, đi về đâu cũng là khổ, có mặt trên đời này ở đâu lúc nào cái gì với ai thảy đều khổ. Như vậy thì có về 8 tầng địa ngục hay là lên 9 tầng thiên giới cái cửu thiên quyền nữ đi nữa thì cũng là khổ nha. Cho nên là cái hành quẩn ở đây nó chính là khía cạnh thiện ác. Thì khi mà hiểu hành quẩn đến cái mức như vậy đó thì hành giả là làm sao còn bụng dạ nào quay trở về với cái dốt trước đây được nha. Cho nên nó là một người mà đã hiểu đạo tới nơi tới chốn, họ rất là ngại phải quay trở lại cái dốt trước đây, cái dốt của cái thở mà chưa biết kỹ gì hết, họ sợ lắm nha. Mặc dù mình còn phàm lắm nha, còn nói gì là thánh. Trong kinh mô tả một cái hành giả mà có được niệm và tuệ, mà quan sát được danh sắc á, họ nhớ lại quãng đời của họ trước đây, cái quãng đời mà sống là không biết gì, không có niệm không có tuệ đó, họ nhớ quãng đời đó. Trong kinh nói cái cảm giác của họ nó giống như là cái người mà lọt xuống đó hầm phân phân người ấy, hầm cầu á, lọt xuống rồi leo lên tắm rửa sạch sẽ rồi kêu nhảy trở xuống đó, họ không có gan nhảy. Hồi nãy là do sơ ý sẩy chân vuột tay tuột dưới vậy thôi, chứ bây giờ leo lên rồi bây giờ kêu quay trở lại thì không. Thì cái Phật pháp cũng vậy, mình phải hiểu Phật pháp đến cái mức mà mình đủ ngán đủ sợ khi mà bắt mình phải quay trở lại cái thở không biết gì. Mà tôi nói trong đêm này nhiều người muốn chém tôi cũng nói tôi biết cái đó có thật như thù lắm, nhưng mà tôi phải nói cái Phật pháp mà đa phần mà người Phật tử Việt Nam mà tôi biết đó, thì chưa hiếm người có được cái mức này, đến cái mức mà sợ phải quay lại cái thở không biết gì đó, sợ. Bởi vì bao nhiêu năm đi chùa làm phước cúng dường bố thí phục vụ tụng niệm, chứ thật ra đó đối với họ 40 năm nay 30 năm nay họ cũng không biết cái kỹ. Cho nên bây giờ thình lình bây giờ kêu họ phải trở lại cái thời mà không biết gì hết thì đó họ là không phải là chuyện đáng sợ. Bởi vì bây giờ họ nghĩ dễ lắm, đó giờ tôi đi chùa giờ tôi ngủ giấc vậy coi như tôi quên sạch, thì bà con chòm xóm quyến thuộc bà con chỉ cần nhắc tôi đi chùa tôi là tôi trở lại con người cũ ngay. Bởi vì mấy chục năm đi chùa của họ, họ đi bằng cái đầu rỗng tuếch, cái đầu toàn là chao tương nước mắm rồi chào toàn là đất sét không à. Đấy. Mà cái quan trọng ở đây là khi mình đã hiểu đạo đến cái mức nào đó, dầu còn phàm thì mình cũng không có đủ cái can đảm để mình quay lại cái thế giới tâm tối trước đây. Đây chính là nội dung bài kinh mà chúng ta đang thấy nha. Rồi xong rồi á, là bây giờ là mình giảng qua kinh khác, chứ giảng hoài nó mệt, giảng rồi nó cũng hết nghề nha. Cái kinh này tôi nói lần nữa nha, cái kinh này á, là mình giảng á, là 3 tháng cái kinh này chưa có hết, chưa có hết nha. Chưa có hết, bây giờ các vị cho kinh mới thì chứ còn bây giờ đại bên đây đã là 4:20, bây giờ mình giảng cho hết cái chương này đi, giảng cho hết cái chương này đi. Rồi rồi tôi xin là mình kính cẩn là hướng về gọi là giác linh của các vị tiền bối ha, để mà sám hối khi mà tôi phải nói câu này.
đó là này các tỳ kheo, có bốn sanh thú này không nên đi đến, thì tôi xin thưa với các vị đây là một cái sự nhầm lẫn cực lớn à. Mà bây giờ mình phải làm lại, làm bài lẩm bản dịch mới. Có bốn cái trường hợp à, thiên vị mà à, ta à, mà người tu phải tránh khổ gì đó. Đó là cái bản dịch mới nhất mà chính xác nhất. Có bốn trường hợp thiên vị, tiếng Bali là gì ta, là Agati. Agati là thiên vị, khổ quá đi à, ấn quá ấn đi rồi. Chanda gati có nghĩa là tư vị hay là thiên vị, vì thương thích đó. Rồi cái thứ hai là cái đô sát, cái thứ hai là cái đô xà gấp tí, có nghĩa là tư vị vì ghét giận. Cái thứ ba nó là mô ha gấp tí, có nghĩa là tư vị là vì ngu dốt. Rồi một cái là phá gia gạch tị là tư vị vì sợ hãi. Rồi vị tu đà quần vĩnh viễn không còn hành xử bằng bốn cái kiểu tư vị này. Rồi à, các vị nghe kỹ chưa, chứ còn mà để vậy coi nó kỳ quá đi à. Có bốn sanh thú, đây là một sự nhầm lẫn rất là lớn. Sanh thú ở đây là gấp tí tí nha, gấp tí mới là sanh thú nha, sanh thú à. Còn cái à, gấp tí đó là tư vị hay là thiên vị hay là gọi là cư xử theo cái tình cảm à, cá nhân. Có hiểu không ta? Đó, nó khổ vậy đó. Ừ. Cái gạch tí, hai cái làm ơn ghi rõ cái này nha. Cái nên cái chỗ này phải dịch lại, có bốn cái trường hợp thiên vị hay là tư vị mà người tu phải tránh đó. Đó chứ không thôi mà cứ khơi cái rồi như vậy thì bây giờ tư vị vì thương là sao, có nghĩa là cái chuyện đó, đó là người khác làm không có được, nhưng mà thằng Tèo thằng Tí thì đối với tôi nó làm chuyện nó ok, là vì sao, vì tôi khoái hai thằng đó, con Lan con Hương con Cúc con Đào con Yến gì đó, nó làm đó thì được thì tôi thương tụi nó, nhưng mà người khác làm thì đối tôi là không được. Như vậy đó gọi là tư vị vì thương. Ừ. Và toàn bộ thế giới này chúng ta hành xử bằng bốn cái này không, quý vị nha. Có nghĩa là người mình thương đó là mình thương rồi, là trái ấu nó cũng tròn là vậy đó. Đó, thương nhau là thương cả đường đi, mà ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng là
cái kiểu sống là mình là kiểu sống bằng tình cảm đó nha. Thiên lập, cho nên gọi là thiên vị hay là tư vị. Không biết trong rung mình có biết hai chữ này không ta? Alo, trong rung có ai nghe hay nghe chữ này không? Thiên vị hay là tư vị đó. Rồi đó, đây là bốn pháp tư vị. Tư vị vị thương là vậy đó, thương gọi là thích đó. Tôi thương người đó, tôi thích người đó, cho nên nó là người đó làm cái gì cũng ok, mà cái gì hay, cái gì tốt, cái gì ngon, cái gì đẹp đó, thì tôi cũng dành cho người đó, ưu tiên người đó. Bất biết người đó là có xứng đáng hoặc là có đang thật sự cần thiết tới cái đó hay không. Tôi cứ lấy đem cái thương cái thích ra tôi hành xử thôi nha. Thì cái đó là chuyện không nên, là vì tôi đầu quần không có vụ đó. Dầu đó là mẹ ruột của ngài, nhưng mà ngài thấy cái ông hàng xóm mà trời đánh kia đó, ổng cần cái này hơn. Mẹ mình nó không có răng thì mẹ không có xài cái món này, thì ông thì vị tu đồ quần sẵn sàng vui vẻ đem cái đó cho ông hàng xóm, ví dụ như vậy. Hoặc là cái chuyện đó mẹ sai thì vị tu đồ quần có can đảm thấy đó là sai và sẵn sàng ngồi lại thưa chuyện với mẹ, giải thích các nghĩa đàng hoàng một cách lễ phép. Nhưng mà vị ấy không bao giờ a tầm phù, a tòng xui theo, hùa theo mẹ mình để làm chuyện bậy nha. Đó là tu đồ quần. Còn phàm phu mình đã thương rồi thì cỡ nào cũng ok. Trường hợp này được gọi là tư vị vị thương thích nha, chanh đa cách tí nha. Rồi trường hợp thứ hai là đô sa gấp tí, tức là đô xá cộng với á gấp tí, hai chữ a gần nhau thành ra hai chữ a ngắn nằm cạnh nhau thành ra a dài, thành thành là thay vì đô xá mình phải đọc là đô xa. Biết trong có nghe không ta? Alo, cái minh này nè, cái minh này phải viết là đô xa đó, đô xa rồi phá gia rồi mô ha đó, cái minh này nè. Rồi rồi như chẳng chẳng hạn như tôi nhìn cái tên ái minh này nè, là tôi cũng cũng thấy cái lòng tôi cũng là đang tư vị nè. Tại vì ở Mỹ tôi biết một người tên là ái minh, mà cái người này á là khác cái ái minh này. Cái người kia thì không có siêng như cái người này, mà tôi ái kia tôi có biết mặt, còn ái này tôi chưa biết mặt. Biết già trẻ bé lớn nam nữ cũng biết, nhưng mà đại khái là cái ái này thì thấy siêng nè. Rồi thì cái thứ nhất là cái thiên cái tư vị vị thương, có nghĩa là hành xử vì cái sự thương thích. Thứ hai nữa là hành xử vì cái sự ghét giận, có nghĩa là sao, thì nó cũng y như cái thương vậy đó mà nó ngược lại. Có nghĩa là ai làm cái chuyện đó cũng được hết á, nhưng mà cái thằng Tèo thằng Tí là không được, bởi vì hai thằng này không có ứa nha. Người ta ăn cái ăn mới người ta luyện xuống, người ta ăn cái gì đó, người ta luyện tờ giấy, nhiều người cũng luyện mà tôi không có nói gì hết. Nhưng mà thằng Tèo thằng Tí nó luyện xuống là tôi sẽ tới tôi đặt vấn đề liền thôi, tại sao xả rác trong chùa, tại sao bộ không thấy thùng rác hả? Mà trong khi nó mới hồi nãy nó con Lan con Trúc con Hương con Đào thì nó luyện, tôi không nói gì hết. Bốn đứa nó tới bốn tờ lại, nhưng mà thằng Tí nó luyện có một tờ tôi chịu không nổi, bởi vì tôi ghét thằng Tí. Em phải nghe kịp không? Rồi không, bây giờ là tới cái lúc mà phải chia lợi ích, chia sớt, chia sẻ lợi ích thì tôi chia ai cũng ok, mà tới phiên thằng Tí thì tôi ghét, mà nên tới phần của nó, một là tôi cắt cắt giảm, còn hai nữa là coi như tôi ém luôn, khỏi giao cho nó luôn. Tại vì sao? Vì tôi ghét nó. Đó là hành xử vì, là hành động vì cái sự tác động của ghét giận. Rồi cái thứ ba là phá gia cái tí, là hành xử vì theo tác động của sợ nể mặt kiêng. Tiếng Việt Nam có chữ kiêng hay kiêng mặt, có nghĩa là nếu mà mình không làm như vậy thì mình sẽ bị đánh, sẽ bị chửi, sẽ bị mất quyền lợi, sẽ bị lập 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 la. Cho nên chính vì sợ người đó mà mình làm cái việc mà nó trái với cái lòng mình nha, vì sợ mà phải hành động cái chuyện nó trái lòng mình. Thí dụ như vị tu đầu quần sẵn sàng đứng ra chỉ nhận tội là đã đành rồi, mà chính ra dám nói ra cái sự thật, dầu nói ra như vậy là bị thiệt thòi. Vị tu đồ quần vẫn nói là vì nó không tâm sợ hãi thì còn, nhưng mà sợ mà ở cái mức hèn á thì vị tu đồ quần không có hèn nữa nha. Sợ thì ai hễ còn tâm sân, chưa diệt tâm sân thì ai cũng có cái điểm để họ sợ. Nhưng mà sợ nó có hai, sợ đương nhiên và sợ hèn hạ. Sợ đương nhiên, ví dụ như ai đối diện với cái nguy hiểm chết chóc ai cũng khó, ai cũng ngại hết, đúng. Nhưng mà hèn hạ có nghĩa là với một cái người chính nhân quân tử, một cái bậc quang minh lỗi lạc, đầu đội trời chân đạp đất, cái gì phải thì thôi đó. Thà chết nằm còn hơn là sống khâm nha.
Cho nên nó là vị Tu Đà Hoàn không có hành xử vì sợ, có nghĩa là vị đó chân lý là số 1 nha. Đó. Mà mình thì nói gì thì nói, chứ hãy nói tới sợ thì coi như là mình phải né cái mặt đó. Mình còn móc sách vở ra, nào là tránh voi chẳng hổ mặt nào, rồi tùm lum tà la hết, mình diện đủ cớ hết. Nhưng mà thật ra nó là có trường hợp mình phải có dũng khí. Có bao nhiêu đoàn thể, có bao nhiêu đất nước à, tiếp tục lầm than chỉ vì ai cũng hèn hết, ai cũng sợ mất, sợ cái này sợ cái kia, sợ cho mình, sợ cho người thân, sợ bị cái mình ghét và sợ mất cái mình thích, chỉ vì cái sợ này mà bao nhiêu cái đất nước thế giới này hàng triệu người mà không dám lật, không dám hành động mới ghê chứ. Cái đám thì cái đám cầm là quyền nó chỉ cần có mớ chứ nhiêu người ta chấp bu, nhưng mà không dám, cứ nghe hù cái là tái mặt, hù là tại mặt, là bởi vì chính cái hèn này nó đã đẩy cho bao nhiêu cái phận người, bao nhiêu cái đoàn thể, bao nhiêu đất nước, bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu dân tộc đi vào cái vũng lầy của ô nhục, là bởi vì cái sợ này đây nha. Rồi à, tôi nói nó này, cái bắt đầu tôi nói chính trị mới ghê chứ. Rồi cái thứ tư này là cái này không giải thích là không hiểu. Cái mô hai cá tí là sao? Mô hai cá tí là gì nè? Cái chuyện đó lẽ ra tôi không biết làm thì tôi phải hỏi người khác nha. Cái chuyện đó là tôi không biết làm thì tôi phải đi hỏi người khác. Nhưng mà đằng này là tôi cứ lấy cái sức của tôi mà tôi giải quyết vấn đề. Đó gọi là giải quyết vấn đề do cái ngu của mình. Có nghĩa là cái người trí họ không có làm như vậy. Ngay cái ví dụ như vị Tu Đà Hoàn đi. Cái chuyện đó các ngài thấy là nó quá của các ngài thì các ngài gọi là sẵn sàng bất sĩ hạ vấn. Bị trong rơm mình biết cái chữ người ta. Bất sĩ hạ vấn nghĩa là nuốt thẹn để đi hỏi cái kẻ dưới của mình, kẻ dưới mình gọi là nuốt thẹn. Bất sĩ là không có thẹn, là bất sĩ đây không phải là vô vô tàm nha, mà bất sĩ là nuốt thẹn đi đi hỏi cái kẻ dưới mình. Ừ. À, còn cái thứ tào lao là cứ lấy cái gió của mình ra làm cái khuôn thước để hành xử đó, nó gọi là tư vị vì vì gọi là hành động. Đây chỗ này phải gì là hành động, hành động vì ngu dốt là vậy đó. Cứ nghĩa là lấy cái sức của mình làm thước đo, làm tiêu chuẩn để hành động, mà lẽ ra mình phải biết lượng sức chứ. À còn này không, tới đâu thì lấy cái đó mà ra làm khuôn thước để hành động. Mà các vị bị nghĩ đi, cái nhà của mình, cái dây điện đó là dây điện của mình, cái ống nước là ống nước của mình, nhưng mà mình phải tự hỏi lòng mình trước khi mình chạm sợi dây điện đó. Mình học phải tự hỏi lòng mình có biết gì về điện hay không. Mình muốn mở cái vòi nước đó, mình phải tự hỏi lòng mình đó. Mình muốn thay ống nước, mình có biết khỉ gì về cái ống nước hay không, hay là mình đưa cái mỏ lết giùm, nhận mình phun vô mặt rồi bắt đầu nó tung té ra cả nhà cả xóm, cái mình nghĩ sao đó. Nhà của mình nhưng mà cái ống là đường điện đường nước, muốn cái gì phải tự lượng mình, có mình làm được hay không. Là nhiều lắm quý vị, nhiều người đó, có nhiều người trường hợp tốt là tham công tiếc việc, thích làm việc thì tôi không có trách. Nhưng mà cái mà tôi vừa giận mà vừa khinh mà vừa ghét đó là vì ham một chút đỉnh chung sôi thịt mà coi như ráng mà tham quyền cố vị, ngồi lì ở một cái vị trí mà thật ra nó mình không xứng đáng nha. Đem cái đầu bư mình, đem cái dốt cái ngu của mình đó, mình leo lên ngồi vị trí đầu tàu để bắt cho nguyên một cái rừng người phía sau nó phải bị đình đốn, nó phải bị chậm trễ, nó phải bị gọi là tụt hậu chỉ vì cái đầu của mình đó, thì cái đó đáng trách lắm, nó rất là đáng trách, nhớ nha, nó rất là đáng trách. Cho nên cái bốn cái cách hành xử của phàm phu đó, cách một là thương thích, theo đó là hành động theo cái tác động của thương thích, hai là hành động theo tác động của ghét giận, ba là hành động do cái sự gọi là tác động của cái lòng sợ hãi, kiêng dè nể mặt cả nể. Rồi cái thứ tư là hành động theo cái hướng dẫn u mê của cái ngu cái dốt của bản thân, nhớ nha. Thì đây là bốn cái mà coi như là bốn cái pháp thiên vị mà cái người tu phải tránh. Người tôi phải tránh. Rồi bây giờ để coi bây giờ tới cái kênh gì à, quên á, vị Tu Đà Hoàn là không có hành xử theo bốn cái này nha. Vị Tu Đà Hoàn á, nói gọn là chấm dứt thân kiến hoài nghi, còn nói rộng thêm là giới cấm thủ, còn nói rộng hơn chút nữa đó là vị Tu Đà Hoàn vĩnh viễn không có còn gọi là phạm năm giới nha. Dù còn tham còn sân nhưng mà vĩnh viễn không có phạm năm giới đã đành, và cũng không có phạm bất cứ cái giới nào mà mình đã thọ trì. Thí dụ như là cư sĩ thì vĩnh viễn không có phạm năm giới,
Mà nếu mà vị Tứ Đồ Quần thọ bát giới thì thà chết chứ không có phạm bát giới. Nếu vị Tứ Đồ Quần là sa di thì dầu chết cũng không có phạm giới sa di. Mà nếu vị Tứ Đồ Quần là tỳ kheo thì có thể chết chứ không có thể phạm giới tỳ kheo. Phải nhớ cái đó. Đó. Mà đồng thời vị Tứ Đồ Quần không còn hành xử theo bốn cái pháp tư vị này, vị Tứ Đồ Quần cũng không còn ganh tị và bỏng sẻn. Mặc dù nói theo A Tỳ Đàm thì vị Tứ Đồ Quần còn sân, nhưng mà không, cái sân của vị này không đủ để đưa vị này đi xa đọa, cái sân của vị này không đủ để phạm giới, không có đủ để sát sanh nha, cái sân của vị này không đủ để tước đoạt tấn công cái quyền lợi của người khác, nhớ nha. Rồi như vậy mình qua kinh khác dùm. Đúng rồi đúng rồi, nó mấy kinh sau y chang như vậy nha, mấy kinh sau y chang như vậy nha. Mấy kinh sau như vậy, mấy kinh sau y chang như vậy. Cũng là nói về mấy kinh sau là cũng nói về thiên vị nữa. Đã, kinh đó, kinh 18 là kinh 19 nè, rồi tới kinh 20, tôi giảng kinh 20 này xong là tôi phải ngưng nha. Rồi. Tôi cũng xin một lần nữa đê đầu kính lễ giác linh của các vị tiền bối nha. Những vị đã một đời gọi là nghiên cứu dịch thuật để cho hôm nay chúng ta có kinh điển để nghiên cứu, đọc hiểu học hỏi. Nhưng mà ở đây tôi cũng xin là xác định với bà con, ở đây nó có một cái điểm sai bét. Cái chữ Tuddhesaka nó không phải là đầu bếp, mà nó là tri phạn. Tri phạn phách, phách tá là cơm. Phách tá là cơm, không biết cái dấu dấu cộng nó nằm ở đâu nữa chị, khổ thiệt vậy. Ok, mệt rồi, khỏi cộng gì đó mệt. Phách tá rồi cái út đề sa cá. Cái phách tá là cơm, út đề sa cá là bố trí, là cái người bố trí nha. Út đề sa cá là người bố trí, người bố trí. Còn cái phách tá là cơm là sao? Thì trong bản tiếng Phạn dịch là tri, bản tiếng tiếng Hán dịch là tri Phạn, là cái vị tỷ kheo có cái trách nhiệm bố trí nhân sự, bố trí nhân sự trong các cái dịp cúng dường của cư sĩ. Rồi, đây. Tri phạn là vị tỳ kheo có trách nhiệm bố trí nhân sự, mà nhân sự gì? Nhân sự tăng chúng trong các dịp cúng dường của cư sĩ. Tôi viết sai nha, từ chữ cư sĩ. Là sao ta? Là ngày mai này nè, ông A ông thỉnh 8 vị, bà B thỉnh 10 vị, ông C ông thỉnh có 3 vị à. Thì tôi được chư tăng gọi là tin tưởng tín nhiệm, giao cho tôi cái nhiệm vụ gọi là phát tính đi sát cát, có nghĩa là cái vị tri phạn. Thì tôi phải sắp xếp 3 vị mà đến nhà ông C là ai ta? Rồi 8, 10 vị đến nhà bà B, rồi 8 vị đến nhà ông A. Tôi phải sắp xếp, mà cái sắp xếp ở đây là phải dựa trên trí tuệ, trên cái lý do kỹ thuật, lý do khoa học, chứ không phải là trên cái lý do tình cảm. Lý do khoa học, lý do kỹ thuật là sao? Thí dụ như mình thấy ông B đó, nhà ông trong núi mà xa, mà không có cái phương tiện đi lại, tất cả chúng ta phải đi bộ. Thì như vậy có lẽ là mình không thể đưa mấy vị lớn tuổi mà bệnh hoạn hom hem mà hốc hác đi được rồi. Mình phải lúc phải nhờ mấy vị trẻ khỏe, mà nhất là mình hỏi rõ là vị nào có thích đi đi chơi trong núi không. Rồi sẵn đi chơi núi rồi thì đi dự cúng dường của ông C giùm luôn nha. Đó. Còn cái bà A là cái bà này bà hay rắc rối. Bà hay gọi là bắt nhặt, bắt khoan, bắt lỗi với sư thầy trẻ tuổi. Thì thôi giờ bây giờ mình điều mấy vị lớn tuổi tới nhà bả cho bà im cho rồi nha. Rồi bây giờ tới cái ông A,
Ông Nga này, ổng là thường nhà ông Tây Tăng cúng dường là hay có cái màn thuyết pháp lắm, cho nên là ngày mai mình cử cái trong số mình đến nhà của ổng, mình nên cử theo đó một vị mà tương đối có khả năng tí nha. Đó gọi là tri phạn là vậy đó, có nghĩa là mình sắp xếp xem coi rồi ngày mai có người cúng dường tại chùa thì ai sẽ là người ở lại, lý do tại sao, mà lý do này tuyệt đối không có phải là nằm ở trong bốn cái pháp thiên vị. Các vị nghe kịp chưa, nhớ nha, các vị được gọi là tri phạn. Tri phạn là vị đó đó, ngày mai ai ở chùa rồi ai đi nhà ông A bà B ông C ông F, lý do tại sao, lý do ấy phải hoàn toàn là lý do kỹ thuật, hoàn toàn là lý do kỹ thuật mà rất là trên tinh thần khoa học, trên cái tinh thần trí tuệ nha. Chứ còn ở đây tuyệt đối không có vấn đề là tình cảm ghét thương e sợ cái gì đây hết, nhớ nha. Mà trong khi một vị tỷ kheo mà được tăng chúng gọi là giao cho cái trọng trách này, mà các vị tưởng tượng đi, hành xử mà kiểu thiên vị là kẹt. Bởi vì tôi có biết chút ít về cái tổ chức ở trong cái đời sống của chư tăng Miên, chư tăng Khmer đó, là chư tăng Thái, tôi biết có chuyện này. Đó là khi cái ông mà ông bên bển thì Bình Thái Rảnh Đông một chùa có mấy trăm ông thì chia thành nhiều nhóm, thì ông đứng 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 đầu nhóm, ông có trách nhiệm ông coi mấy ông ở trong cái nhóm của mình. Bên chùa Khmer cũng vậy, thì nếu mà mấy cái ông mà ông đứng ông trưởng nhóm mà ông thích mình á, thì ông sẽ dắt mình đi trai tăng nè, đi tụng tăng gia cầu an ở những gia đình giàu, gia đình thí chủ rộng cúng dường rộng tay. Còn mấy cái nào nghèo nè, xa nè, phải đi bộ nè, lội ruộng nè, thì ông đẩy cái ông nào ông ghét, cái đó là có thiệt nha. Trong đám ông sư thì cũng có chuyện đó. Đó tức là ông có người mời mà ông thấy ông A này là vừa nghèo cúng dường ít mà nhà ở xa phải lội ruộng, mà hình như chuyện đó làm như chuyện mưa nữa nè. Rồi được rồi, kêu tới cái ông mà mình ghét đều không đi. Còn cái bà kia nhà trên phố này có xe đưa đón là mà cúng dường mà rộng tay nè, mà lúc nào cũng sơn hào hải vị hết, rồi mình sẽ kêu cái nhóm mà ruột của mình đó, ngày mai mình ưu tiên mình đi cái nhà đó. Thì cái vị đó được gọi là hành xử theo theo cái pháp tư vị. Và trong kinh, trong luật ghi rõ, trong trường hợp mà không tìm ra lý do để mà bố trí người thì, mà như tôi vừa nói, thì đành phải bắt thăm. Có nghĩa là bây giờ là ngày mai có ba ông đi lại cái nhà, trời ơi, là bốn ông đi lại nhà đại gia, mà bây giờ mình không có lòng tư vị được, bây giờ cách công bằng nhất là bắt thăm. Có nghĩa là mình làm tất cả chùa mình 16 vị sư thì mình làm 16 cái thăm, thì trong đó nó là có ai, trong đó có ba cái thăm mà đi lễ cái nhà mình thỉnh mình đó, trong đó có đi nhà nào thỉnh 8 thì mình làm 8 cái thăm để số 8 đó. Thì đó là cái cách này là cách khoa học nhất mà dân chủ nhất, khoa học dân chủ và công bằng nhất. Có nghĩa là 16 vị này, trong đó có em ruột của mình nữa, cũng phải chấp nhận bắt thăm. Thì ông em mà đúng hên thì ngày mai ông đi nhà đại gia có xe đưa đón, có hot girl hoặc hầu dân khăn lạnh. Còn xui á, mà đi lại cái nhà mà lội ruộng như đó, nó cho ăn rau luộc chấp chào thì ráng chịu nha. Ok, chúc các vị một ngày vui. Và tới phiên tôi phải đi uống nước đi. Ngày mai là mình không có học phải không ạ? Hên quá, đi nghỉ cảnh mà ngày mai không học tự nhiên cái pháp hỷ nó dâng trào, đặc biệt rồi chứ. Dạ rồi, chúc các vị một ngày vui.